Chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục lên YouTube để chia sẻ với cả nhà món bún riêu hến nha cả nhà. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, mình nấu món bún riêu này để đãi cho cả nhà mình, gia đình mình ăn. Thì sẵn đây mình chia sẻ với cả nhà luôn. Thì bún riêu hến trước tiên là mình cần có thịt hến nha cả nhà. Ở đây mình có một phao thịt hến, mình đã rửa sạch để ráo làm sạch rồi. Một phao thịt hến. Rồi mình sẽ làm cái riêu á, là mình sẽ sử dụng một chén cua đồng mà xay nhuyễn nè. Thì cái này các bạn có thể tìm mua ở trong các cái chợ của Việt Nam đều có. Cái này thì mình có sẵn ở nhà mình, ở bên Việt Nam làm gửi qua chị mình. Rồi một chén thịt bằm, chén thịt xay đó, thịt nạc xay. Một chén tôm khô. Tôm khô mình cũng đã ngâm rửa sạch rồi. Một chén tôm tươi. Tôm tươi lột vỏ rửa sạch, cắt chỉ. 5 cái trứng gà. Và hũ. Và một miếng huyết. Miếng heo nha cả nhà. Thì cái gia vị để nêm vào trong đây thì mình sẽ sử dụng cái cốt bún riêu của Quốc Việt. Cái cốt bún riêu của Quốc Việt đó, mình chủ yếu là mình chỉ lấy cái màu thôi. Mình vẫn phải nêm gia vị của mình nha cả nhà, cho nó có cái màu. Rồi mình sẽ sử dụng tỏi, tỏi bằm, hạt tiêu, đường, hạt nêm và muối, cùng với nước mắm. Cái đó là những cái gia vị để mình nêm vào. Cái rau mình ăn kèm á, thì mình có thể ăn với lại kèm với lại giá, rau kinh giới. Và mình hôm nay mình có làm cái này là cái cần mỹ, cái celery cần mỹ mà mình có chia sẻ trong mấy cái món bún nước của mình á, thì mình ăn thay thế cho bắp cải hoặc là cho rau muống trẻ đó. Thì cái này nó vừa rẻ mà nó rất là ngon, nó giòn giòn mà lại ăn rất là ngon, giòn và ngọt nữa. Thì nó lại có tác dụng trị bệnh cao máu nữa đó cả nhà. Cho nên mình sử dụng cái này thì tốt hơn nha cả nhà, và rẻ tiền nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm riêu nha, riêu cua trước nha cả nhà. Trước tiên mình sẽ làm cái cua đồng này trước nha cả nhà. Mình sử dụng một nửa tô nước lạnh nè. Rồi mình cho hết cái cua đồng này vào đây. Mình nhồi để mình lấy ra cái nước cốt của nó nha cả nhà, để bỏ cái vỏ đi, cái xác vỏ của con cua nó cứng lắm. Mình phải nhồi cho nó ra hết cái thịt. Cái nước đầu tiên đó thì mình giữ lại, mình để ra nguyên một lượt ra cái, mình lượt ra một cái nồi riêng để mình nấu, mình lấy cái ván cua đó. Rồi mình sẽ lượt nước thứ hai, nước thứ ba nữa để cho đến khi nào nó rớt hết cái thịt ra đó cả nhà. Mình dùng cái nước 2, nước 3 đó thì để mình nấu, mình bỏ vô trong cái nước lèo mình nấu. Với lại mình bỏ một ít vô trong cái máy mình, máy xay, mình xay cái thịt với lại tôm á cả nhà. Mình sẽ đi nhồi cái này, mình lấy nước đầu trước nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục nước thứ 2, nước thứ 3. Sau khi mình đã lượt sạch cái cua đồng, bỏ cái xác và lấy nước cốt rồi nha cả nhà. Mình lượt như vậy tất cả là 4 lần. Lần đầu tiên là mình sử dụng cái nước cốt đầu tiên để mình nấu, để mình lấy cái riêu. Rồi nước thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mình sẽ bỏ vào nấu chung với nước lèo á cả nhà. Thì bây giờ đến cái công đoạn, lưu ý là lúc mà mình làm cái riêu cua đồng á, mình nhớ là mình sử dụng nước lạnh nha. Vì nước nóng hoặc nước ấm thì nó sẽ chín cái thịt cua, nó không có ra được cái cua đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái riêu cua nha. Thì mình sẽ sử dụng cái cối nha. Cái cối này nó để xay sinh tố đó cả nhà. Ai có cái máy xay thịt thì làm máy xay thịt tốt hơn, nhưng mình không có, mình sử dụng cái cối này. Thì cái cối này mình cần phải có nước chứ không nó hư nha cả nhà. Thì ở đây là mình cái tôm khô mà mình rửa sạch mình ngâm á, thì mình sử dụng, mình giữ lại cái nước nè. Mình có nửa chén nước ngâm tôm khô mình sẽ bỏ vào trong đây. Trời, mình sẽ đập hết 5 cái trứng vào trong đây. Tự vì mình sử dụng cái máy xay sinh tố cho nên là mình phải bỏ cái phần nước phía dưới trước để cho nó không có bị hư máy đó cả nhà.
Đó, mình sẽ bỏ hết 5 cái trứng vào trong đây nha. Rồi, mình sẽ bỏ hết chén tôm khô vào đây. Tôm tươi mình cũng bỏ hết vào đây. Rồi, thịt xay mình cũng cho hết vào đây. Mình sẽ cho vào đây hai muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê muối, một muỗng canh đường nha cả nhà. Một muỗng canh đường. Một muỗng canh nước mắm. Một muỗng cà phê tỏi băm. Một chút xíu tiêu. Rồi mình sẽ đi xay nó lên nha cả nhà. Xay nó lên thì mình sẽ có cái hỗn hợp riêu. Nếu mà cả nhà có cái gia vị để nấu riêu cua thì cả nhà có thể bỏ vào trong đây một hũ nhỏ. Mình không có, mình sử dụng một muỗng cà phê vung cái của Quốc Việt nè. Để mình lấy gia vị rồi mình làm màu luôn. Thì bây giờ sau khi xay xong mình đã có cái hỗn hợp uống riêu cua nè cả nhà. Đó, ngon không? Cua nha cả nhà. Để chút nữa mình nấu nước lèo mình sẽ dứt từng muỗng vào. Cái cua đồng sau khi mình lóng lấy nước, mình lược lấy nước đó, thì cái nước đầu tiên đây mình sẽ đem bắt lên đun cho nó sôi. Mình sẽ cho vào đây một tí xíu muối thôi nha cả nhà. Cho vào tí xíu muối. Không được đụng, không được quậy đũa phải không nha cả nhà. Mình nấu lửa vừa để chờ cho nó sôi để mình lấy cái ván của cái riêu á. Rồi sau khi mình làm cái riêu cua đồng rồi thì mình sẽ tiếp tục bắt lên đây cái chảo cho dầu chờ nóng và mình phi cái tỏi lên nha cả nhà. Muỗng cà phê tỏi nha. Đồng thời bên đây mình sẽ bắt cái nồi nước lèo lên nè. Cái nồi mình đã hầm xương rồi. Mình cái nước cua đồng mà nước 2 nước 3 đó mình cho vào đây hết, mình dặn lửa mình bắt lên để mình nấu luôn. Phi cho cái tỏi nó thơm. Mình sẽ cho hết cái hến vào đây. Mình xào cái hến này mình để riêng cho cả nhà, mình không có bỏ vô nước lèo. Khi mà mình ăn uống riêu thì mình sẽ múc vào mỗi tô vài con hến, 5-10 con tùy theo ai thích ăn nhiều ăn ít nha cả nhà. Mình sẽ xào cho nó săn cái hến lại cho nó thơm. Rồi mình sẽ nêm vào đây xíu muối, xíu đường, xíu bột nấm và xíu tiêu. Vừa vừa nhẹ nhẹ thôi, không cần phải đậm lắm, mặn lắm. Cái hến này mình mua ở trong chợ Đại Hà đó cả nhà, Đông Đá đó. Nó cái hến to lắm. Rồi, cái con hến nó to nè ha. Rồi mình sẽ cho vào đây. Nấu đủ thứ mình bề bộn đó. Xíu muối thôi, khoảng 1/4 muỗng muối thôi nha cả nhà.
Rồi chừng khoảng nửa muỗng cà phê bột nấm thôi. Nửa muỗng cà phê đường. Trộn đều lên. Chừng nào chuẩn bị tắt lửa mới cho xíu tiêu vào nữa là xong. Rồi mình xào cho nó ráo cái nước này lại luôn, nó săn săn lại thì là được thôi đó nha. Xào khoảng chừng 5 phút đó. Cái hến này mình sau khi xào được 5 phút rồi nó rút hết cái nước vào trong cái hến này, nó săn cái hến này này cả nhà. Rồi mình sẽ cho chút xíu tiêu và tắt bếp nha cả nhà. Tiêu vào cho nó thơm. Rồi tắt bếp, trộn đều lên này. Mình bỏ ra cái chén hay cái tô gì đó, khi nào mình ăn uống riêu á, múc uống riêu thì mình sẽ bỏ lên trên mặt. Rồi sau khi cái nước dùng này đã sôi nha cả nhà. Ở trên đây là cái mấy cái cua chứ không phải là bọt, cả nhà. Bọt mình đã vớt sạch lúc mình hầm xương rồi. Cái cua đồng mà nước dảo á, nước 2, nước 3, nước 4 á, nó đóng ván lên đó. Thì sau khi nó sôi thì mình sẽ nêm. Mình cái quất Việt, cốt uống riêu quất Việt đó, mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh. Đây, cả nhà lưu ý nha, cái quất Việt này nó có muối, có đường, có độ nêm nếm trong đó rồi, cho nên là mình phải thử lại cái nước đi rồi mình hãy nêm gia vị nha, tại vì nó là cũng là gia vị rồi. Lúc mình hầm xương á, mình cũng đã có bỏ tí xíu muối. Rồi mình sẽ cho vào một muỗng canh đường, thêm một muỗng canh hạt nêm. Quậy đều lên. Quậy lại. Mình sẽ cho vào đây một muỗng mắm tôm nha cả nhà. Muỗng canh mắm tôm. Nếu mà ai không thích mắm tôm thì không cần nêm vào đây. Để bên ngoài người nào ăn thì người đó bỏ tự nêm. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh mắm tôm. Thêm một chút xíu muối. Khoảng nửa muỗng hoặc tới muỗng cà phê muối thôi. Tại vì cái gia vị quốc Việt nó đã có muối rồi. Rồi, muỗng cà phê muối nha cả nhà. Rất là vừa ăn luôn. Mình sẽ cho hết cái huyết heo mà mình đã cắt sẵn á vào. Dặn lửa lớn nha cả nhà, tại vì mấy cái này nó lạnh, mình cần phải bỏ lửa để cho nó sôi lại. Cà chua với cà hủ mình bỏ cuối cùng. Bây giờ mình chờ cái này sôi lại, mình sẽ cho riêu vào nha cả nhà. Cả nhà nhớ hồi nãy cái nước đầu tiên mình luộc cái làm cái cua đồng á, thì mình vớt ra được một cái riêu nè. Còn cái nước còn lại á, mình sẽ cho hết vào cái nồi này nha cả nhà. Rồi mình đợi nấu sôi lên đi, là mình sẽ thả cái riêu mình xay hồi nãy, rồi cái này cuối cùng tắt bếp mình mới cho lên trên mặt nha cả nhà. Ai muốn ăn thì vớt cái đó lên ăn. Rồi bây giờ cái nồi của mình nó sôi trở lại rồi, mình sẽ cho cái riêu hồi nãy mình xay đó cả nhà. Tôm khô, tôm tươi với lại trứng rồi với lại thịt xay đó, mình sẽ dứt ra từng cục như vậy nha cả nhà. Muỗng muỗng như nè, để lên bỏ lên một cái tô vừa, một hoặc hai viên, ai thích thì hai viên. Tại vì nếu mà mình muốn cho nó tròn thì mình bỏ vào trong cái bịch rồi mình cắt cái góc rồi mình nặn vô thì nó tròn hơn. Nhưng mà không cần thiết, mình ăn thôi chứ không phải mình bán thôi, cho nên mình không có thích làm tròn chi. Mình bỏ một muỗng thì nó ra một viên vậy, thì mình ăn một tô là vừa rồi, 100 rồi. Cái này nó mau chín lắm, nó nổi lên rồi nó chín rồi cả nhà. Mình phải chờ nước sôi như vậy mình mới thả vô. Có người ta thích ăn có độ hơi chua chua thì người ta có thể nêm cho nước tí xíu nước me vào trong đây nha cả nhà.
Còn nếu không thì lúc mình ăn mình có thể bỏ nước me riêng ở ngoài hoặc là chanh, tùy mình thì mình có sẵn nước me trước mình làm mình có tráng trộn á, mình có thắng sẵn cái me, mình có còn ra một nửa chén mình có thể nêm lúc mình ăn trong bún hoặc là mình chanh vào. Cái này mình chờ cho nó sôi trở lại, nó nổi lên rồi nó chín thì mình thả cà chua với cà hủ cuối cùng, rồi nó sôi trở lại mình tắt bếp nha cả nhà. Còn cái cua mà cua đồng thì mình vớt cái ván hồi nãy á, mình đổ sau cùng hết để cho nó đừng có bị tan chảy đi, nó nằm trên mặt. Ai thích ăn cái cua đồng thì múc cái cua đồng, còn không thích ăn thì không múc lên. Ốc hồi nãy mình cái hến hồi nãy mình xào mình để riêng, mình để trên mặt bún sau khi mình múc ra tô thôi. Rồi đó, chờ nó sôi lại nó nổi hết cái riêng nó lên, đó là bỏ cà chua với lại tàu hũ vô nữa là mình tắt bếp được rồi. Xong chờ nó sôi lại nha cả nhà. Rồi bây giờ cái nồi riêu cua của mình nó đã sôi hùng sục rồi, mấy cái cục riêu nó cũng đã nổi lên và nó đã chín rồi. Mình sẽ cho hết cái tàu hũ này vô, đậu hũ này vô. Rồi cho hết cái cà chua này vô. Chờ nó sôi lại là mình tắt bếp nha cả nhà. Mình có nếm rồi, rất là vừa ăn, rất là thơm mùi cua đồng, rất là ngon luôn á. Như vậy là bữa nay gia đình mình có một nồi bún riêu to để ăn. Ngon và hấp dẫn. Khi mình múc lên tô mình sẽ ăn kèm với rau, cái rau cần Mỹ hồi nãy mình bào đó, với lại cái rau kinh giới với giá nha cả nhà. Rồi có thể ăn kèm thêm chanh với ớt với nước me, nếu thích me hoặc là chanh. Rồi mình sẽ bỏ cái hến lên mặt là hoàn tất rồi. Bún riêu của mình đã sẵn sàng rồi nha cả nhà. Đây mình vừa múc ra một tô bún riêu nè, thơm nức luôn. Mình sẽ bây giờ mình mới bỏ cái hến vào nè nha cả nhà. Cái hến hồi nãy mình xào rồi đó, mình sẽ bỏ lên đây. Đó, hấp dẫn chưa? Chút hành ngò lên trên. Rồi lấy giùm em hủ tiêu đi, cho tí xíu tiêu lên trên nữa là mình có thể ăn. Mình đã bỏ giá với lại rau ở phía dưới rồi, tí xíu mình muốn thì bỏ rau thơm lên thôi. Rồi xíu tiêu nữa nha cả nhà. Như vậy là đã xong. Cho chút ngò lên mặt cho đẹp. Đây tô bún riêu của mình đã hoàn tất. Mình sẽ thưởng thức nha cả nhà. Sau khi đã nấu xong mệt rồi, bây giờ mình thưởng thức nha cả nhà. Quá trưa rồi, 2 giờ mấy rồi, bây giờ mình sẽ ăn. Thì đây, đây là tô bún riêu của mình nè. Cả nhà thấy chưa, hấp dẫn không? Đó, đây nè, cái này là hến nè, mình bỏ lên trên mặt nè. Cái đây là cua đồng nè, cái cua đồng hồi nãy mình làm ván nè, mình để trên mặt nè. Cái đây là cua hồi nãy mình vò viên, mình làm viên từng muỗng vào á. Riêu cua, cua tôm á. Đây mình có hai miếng. Rồi tàu hũ với cà chua, huyết nữa, nhưng mà mình không ăn huyết, mình không lấy huyết. Ai ăn huyết thì bỏ. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ớt vào mình ăn nha. Ớt, cái này me là nước me nè cả nhà. Nước me. Đặt như xíu chanh nữa, mình thích chanh. Rồi với cộng rau kinh giới, xài cộng kinh giới trộn lên là ăn. Đói quá rung tay cả nhà ơi, rung tay luôn. Nhưng mà đói thì mình ăn mình mới nghe ngon ha. Mình thử chút nước đó cả nha. Ngon quá, quá sức tưởng tượng. Rất là ngon luôn. Thơm mùi cua đồng, mùi hến, mùi riêu cua. Rất là ngon. Mình ăn nha cả nhà, mời cả nhà.
Thành quả sau khi nấu vất vả, ăn rất là ngon. Người ta hay nấu ốc bươu, muốn nấu ốc, bún ốc. Nhưng mà ở đây mình ốc toàn là ốc đông đá không à, không có ngon. Mình nấu hến ngon hơn nhiều. Cả nhà thử lên nấu bún riêu hến nha cả nhà. Ngon quá. Ăn thử miếng cục riêu này coi. Ngon lắm. Rất là thấm, mặn và thơm nữa. Ở nhà lên làm đi, ăn rất là hấp dẫn. Mà món này cũng healthy chứ không có nổi nè, không có ít cái béo lắm. Bún cũng diet được. Ai trở mặt ăn riêu với nước lèo, miếng rau thôi, khỏi bún cũng được. Rồi, như vậy thì video của mình đến đây là tạm dừng với cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày Chủ nhật thật là đẹp, thật là vui và hạnh phúc. Chào tạm biệt. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye.